cập nhật đến sáng nay thì áp thấp nhiệt đới vẫn giữ cường độ ổn định là cấp 6 và giật cấp 8, nhưng hoàn lưu có xu hướng đi ra ngoài cho nên mưa lớn ở miền Trung đã giảm hẳn. Dự báo những giờ tới áp thấp nhiệt đới có khả năng sẽ mạnh lên thành bão và đi về phía khu vực đông bắc đảo Hải Nam của Trung Quốc, cường độ bão cấp 8 giật cấp 10, sau đó bão sẽ vượt qua bán đảo Lôi Châu của Trung Quốc và đi vào phía vịnh Bắc Bộ. Với diễn biến như vậy, ngày mai và thứ năm, thời tiết vịnh Bắc Bộ sẽ rất xấu do tác động của bão, trời mưa rông kèm theo sóng lớn, gió mạnh gây ra nguy hiểm cho hoạt động của các tàu du lịch ra vào các đảo như là Cô Tô, Cát Bà và Bạch Long Vĩ. Nếu quý vị đang ở trên đảo hoặc là có dự định đến với các điểm đảo này trong 2 ngày tới, nên lưu ý một số điều sau để phòng thời tiết bất lợi. Cập nhật liên tục thời tiết để có quyết định phù hợp cho kế hoạch du lịch. Nếu trong chuyến đi gặp mưa rông, biển động thì không nên tắm biển hay là đi thuyền, đi cano, tham quan các đảo. Trường hợp mắc kẹt lại đảo thì nên có số điện thoại, đường dây nóng của chính quyền địa phương để được trợ giúp kịp thời. Trên đất liền, từ chiều tối mai, miền Bắc cũng chuyển mưa lớn diện rộng do tác động của cơn bão. Còn hôm nay trời vẫn nắng nhiều. Tại thủ đô Hà Nội chiều nay khá oi nóng, nhiệt độ cao là 34 độ và độ ẩm là trên 65%. Đến tối, không khí mới dịu mát dần. Thành phố Hồ Chí Minh trưa nay trời nắng, nền nhiệt là 31 độ, sang chiều chuyển mưa dông kèm nguy cơ về gió giật và sét đánh.